Nên thở thì mẹ phải phồng lên. Đúng rồi, thở là phồng lên thôi đúng không? Đâu, mới thấy tim phồng phồng như hồi nãy chị Hồng á. Mẹ mình thở chứ. Mẹ mình không say, mẹ mình không nặng. Đây thì chơi nó không cả cái mũi nó lên luôn nè. Dấu phải không? Nhấp nhấp hai bao cải như chị em mình đó. Anh hiểu rồi. Sao mình vừa, chú nói cho những con tới. Em ăn thử rồi. Ngon mà. Mày với ba mày đi đâu? Mà tao kiếm mày. Mọi người ơi. Nếu là anh ăn cái này. Mày đây thì chơi cái mũi nó phồng lên luôn nè.